xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 11 tháng 12 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc Phần trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra lên bổng xuống trầm. Dự báo con giáp này sẽ bắt gặp được không ít những cơ hội, nhưng đi kèm là những thách thức trong gai rõ rệt. Khả năng xử lý công việc linh hoạt, nhạy bén và mạnh mẽ, đôi khi lại hấp tấp và bốc đồng, dễ tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng phá hoại. Tình cảm, Phần trình tình cảm kém sắc, tuổi Tý thì bù đầu tóc rối với khối lượng công việc chất động, lại gặp vấn đề với các mối quan hệ xã giao, nên dễ bày tỏ cảm xúc tiêu cực lên người bạn đời của mình. Tài chính, vận trình tài lọc bất ổn, nguồn thu nhập không ổn định, lại có nhiều khoản phát sinh đôi hỏi con dắp này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý và khoa học. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe của những chú chuột cần được quan tâm hàng đầu do ngũ hành bản mệnh tiêu hao, cũng như ảnh hưởng của khối lượng công việc dồn dập tuổi giáp Tý tài chính có nguy cơ hào hụt nên thận trọng với tuổi tiền của mình tuổi bính Tý thiếu sự tin tưởng đối với các mối quan hệ xung quanh tuổi mậu Tý người kinh doanh trở nên đầu tư mạo hiểm trong ngày này tuổi canh Tý nên chú ý hơn tới việc chăm sóc sức khỏe tuổi nhâm Tý các mối quan hệ tình cảm diễn ra hài hòa tốt đẹp con số may mắn số 2, số 8, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi giàu 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối hành thông. Bản mệnh được dịp thể hiện năng lực, bản lĩnh và vốn kinh nghiệm dài dặn của mình mà không lo bị cản đường bởi bất cứ yếu tố nào. Ngoài ra với tinh thần mạnh mẽ, bất khuất, con giáp này hứa hẹn sẽ không bỏ lỡ những thời cơ thăng tiến tốt. Tình cảm Vận trình tình cảm không được như mong đợi, tính cách lạnh lùng, cứng nhắc của người tuổi sủ khó lòng gây ấn tượng tốt với những người xung quanh. Còn người độc thân thì mãi mê theo đuổi con đường công danh sự nghiệp nên chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Tài chính, vận trình tài lộc có phần kém sắc, tiêm bảo tài chính có hao hụt, người tuổi sủ tuyệt đối không nên đưa ra những quyết định vội vàng để hối hận về sau. Cẩn trọng, một vài rắc rối phát sinh bất ngờ trong quá trình xử lý công việc. Tuổi, ất sủ, có mâu thuẫn bất hòa với cấp trên tuổi trên sổ thiếu kiên nhẫn và bản lĩnh khi đối diện với khó khăn tuổi kỹ sổ nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp trao đổi ý kiến tuổi tân sổ trở nên khăng khăn chữ quan điểm phiến diện của bản thân tuổi Quỷ sổ hôn nhân có dấu hiệu tràn nứt vì những điều nhỏ nhặt con sổ may mắn số 4 số 5 màu sắc may mắn màu xanh thẳm quý nhân phù trợ tuổi 2 ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra khá khó khăn tâm trí của con chấp này lúc nào cũng bay bổng không tập trung nên dễ mắc sai lầm trong các quyết định quan trọng nếu những chủ hộ không mau chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc thì e rằng sẽ bị cấp trên khiển trách thảm tệ tình cảm vận trình tình cảm vô cùng vui vẻ nồng nàn đào hoa rực rỡ đem tới cho người tuổi dần hạnh phúc và sự mỹ mạng trên con đường nhân duyên. Sẵn cơ hội tốt này, bản mệnh nên tranh thủ bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương vì khả năng thành đôi ra rất lớn. Tài chính Vận trình tài lộc được duy trì ở mức trung bình. Tuổi dân nhờ có các tinh soi đường dẫn lối nên tìm được những cơ hội kiếm tiền tiềm năng. Cẩn trọng, mất tập trung, tinh thần quẩy quải và không hưởng thụ với công việc đang làm. Tuổi giáp dân Tài lộc phượng phát kinh doanh làm ăn thuận lợi tuổi Bính Dân mối quan hệ với đồng nghiệp đối tác gặp rắc rối tuổi Mậu Dần có thể thử sức ở lĩnh lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh tuổi Canh Dần phá vỡ quy tắc kế hoạch đã đề ra từ trước tuổi Nhâm Dần mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn con số may mắn số 44 số 2 màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi Ngọ 4. Tử vi ngày của tuổi Mão. Công việc. Phần trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Nguồn cảm hứng bất tận đem lại cho con giáp này những ý tưởng sáng tạo độc đáo và mới mẻ, được cấp trên đánh giá cao năng lực, bản mệnh như được thôi thúc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tình cảm, vận trình tình cảm còn vài điểm bất ổn, các cặp đôi yêu nhau vẫn có nhiều giận hờn, trách móc nhau vì chẳng ai dám thẳng thẳng nhìn nhận vào vấn đề. Khoảng cách của hai người cứ thể xa dần và tệ nhất có thể đường ai nấy đi. Tài chính vận trình tài lọc may mắn, ngoài khoản thu nhập cố định thì còn nhấp này còn nhận được sự hỗ trợ tài chính trong ngày từ bạn bè, người thân. Cẩn trọng, tâm trí mệt mỏi, quẩy quẩy và dễ buông bỏ những điều tốt đẹp. Tuổi ất mão, công việc nhàm chán và không có sự đột phá. Tuổi tinh mão, tinh thần bất ổn làm giảm sút khả năng làm việc. Tuổi kỷ mão cần phải có trách nhiệm hơn trong những việc làm mình làm. Tuổi tân mão chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận trong ngày hôm nay. Tuổi quỷ mão nên nỗ lực hơn ngay từ bây giờ. Con số may mắn số 19, số 3, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi mùi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ và dễ dàng. May mắn được quỹ nhân hỗ trợ nhiệt tình nên những chú rồng có thể vượt qua những khó khăn trước mắt một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, bản mệnh nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao vì điềm bảo có kẻ xấu đang có ý định bôi xấu uy tín danh dự. Tình cảm Phần trình tình cảm hay hoa cái tôi của hai người rất lớn, nhưng sự trưởng thành chính chắn trong suy nghĩ giữa cả hai biết dung hòa tốt lẫn nhau. Còn người độc thân dễ dàng gặp được người mình mong chờ trong các cuộc hội họp công việc. Tài chính Vận trình tài lộc tăng tiến, tuổi thân không cần phải quá lo lắng đến vấn đề tài chính vì tài vận đang có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng. Cẩn trọng, nên quan tâm tới vấn đề sức khỏe trong ngày do ảnh hưởng của ngũ hành tương xung, đặc biệt là các bệnh liên quan đến thận, gan. Tuổi giáp thân, vận trình sa sút có nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Tuổi bính thân, nên đặt mình vào vị trí của người khác để có sự thấu hiểu và cảm thông. Tuổi mậu thân, nên thận trọng lời ăn tiếng nói tránh gây tổn thương người khác. Tuổi canh thân, tình duyên ảm đạm, đòi lửa tồn tại nhiều mâu thuẫn. Tuổi nhâm thân, cho nên vì bảo vệ cái tôi mà để tình cảm tan vỡ. Con số may mắn, số 14, số 6, màu sắc may mắn, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 6. Tử vi ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra khá sơn sẻ. Những người có ý định khởi nghiệp hay đứng ra làm chủ cửa hàng công ty được khuyên nên tìm những người có kinh nghiệm để học hỏi thêm thông tin khởi đầu khá thuận lợi và có tiến triển tốt đẹp nếu như bản mệnh chịu kiên trì cố gắng. Tình cảm Phần trình tình cảm tốt đẹp còn dắp này với nửa kia đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời mà tình yêu đem tới. Tuy nhiên, bản mệnh nên cần đổi lại thời gian biểu và dành nhiều sự quan tâm tới nửa kia của mình. Ta chính Phần trình tài lộc dò dào các hạng mục đầu tư, hợp tác đều tiến triển hành thông đem lại cho người tuổi tỵ nguồn thu nhập vững chắc ổn định cẩn trọng điềm báo có tai nạn và chạm ngoài ý muốn do ảnh hưởng của ngày hôm nay tuổi ất tỵ thị phi tranh chấp với đồng nghiệp tuổi đinh tỵ tì, không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp tuổi kỷ tỵ dậy mất bình tĩnh và bỏ cuộc trước khó khăn tuổi tân tỵ tai lộc ao ao đổ về buôn bản phát tài tuổi quỷ tỵ tình cảm khởi sắc không ngừng đào hoa nở rộ con sổ may mắn số 52, số 48, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi sổ. 7. Tử với hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Phận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra xuân sẻ. Tinh thần hăng hải, nhiệt tình hỗ trợ và dịu dắt bản mệnh đứng vững ở vị trí người đi đầu. Ngoài ra, tính cách hòa đồng, thân thiện còn giúp cho những chú ngựa có sự yêu quý của các trên lẫn đồng nghiệp tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, chuyện tình yêu đôi lửa vẫn tiến triển thuận lợi nhờ sự nhường nhịn cảm thông của những người trong cuộc. Người độc thân có nhiều cơ hội tìm được một nửa của mình thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân. Tài chính, vận trình tài lộc tươi sáng, bán mệnh được quý nhân giới thiệu thêm nhiều cơ hội làm ăn mới nên nâng cao được nguồn thu nhập hiện có. Cẩn trọng, đề phòng có tiểu nhân quấy phá hãm hại. Tuổi chấp ngọ, Quý nhân phượng đi tới đâu cũng có người giúp đỡ tận tình tuổi bính ngọ vận trình suôn sẻ nhiều bề khó khăn nào cũng vượt qua tuổi mậu ngọ tính cách nóng vội nên thường gây ra sai lầm tuổi canh ngọ tài lộc hanh thông tiền bạc theo nhau trải vào tuổi tuổi nhâm ngọ kinh doanh phát tài thu nhập ổn định con số may mắn số 15, số 30, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Khả năng phản đòn tài tình, sự kiên quyết và dứt khoát là cộng hưởng của những yếu tố giúp cho con giáp này hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Người tuổi mùi chỉ cần thể hiện tốt năng lực của mình thì thành công sẽ sớm mỉm cười. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, những áp lực trong công việc đều được loại bỏ mỗi khi còn dắp này về nhà. Có thể nói, người tuổi mùi rất may mắn khi tìm được người có thể thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống. Tài chính Vận trình tài lộc có điểm sáng, tuổi mùi có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân nhờ nguồn thu nhập ổn định trong hôm nay. Cẩn trọng, cái tôi cổ chấp dễ đem lại cho bản mệnh nhiều khó khăn trong quá trình làm việc nhóm. Tuổi ớt môi nên giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Tuổi trên môi được cấp trên đánh giá cao nhờ thái độ nghiêm túc. Tuổi kỹ môi hiểu thẳng bốc đồng nên dễ gây ra ga nhiều tai họa. Tuổi quý môi gánh chịu những nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Con số may mắn số 69, số 33, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ. Tuổi Sửu. Chính tới về hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi tinh thần vững vàng giúp cho con chấp này vượt qua những khó khăn thách thức đặt ra bất ngờ sự tài năng khôn khéo giúp bản mệnh giữ vững được tiến độ công việc hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành tích bất ngờ trong tương lai gần tình cảm vận trình tình cảm gặp xung đột dần thân tương xung dẫn tới điểm bảo có mâu thuẫn bất hòa giữa các thành viên trong gia đình người trong cuộc không có những cuộc nói chuyện thẳng thắn cùng nhau nên có lòng hóa giải được những mâu thuẫn hiện tại. Tình cảm Vận trình tình cảm ổn định, nguồn thu nhập chính được duy trì tốt, ngoài ra thì con nhấp này còn nhận được một khoản tiền thưởng kha khá nhờ có những biểu hiện tốt trong công việc. Cẩn trọng, không nên chủ quan trước những biểu hiện thay đổi thất thường bên trong cơ thể. Tuổi chấp thân, nóng giận, thất thường gây ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm tuổi bệnh thân suy nghĩ tiêu cực bi quan dễ gặp nhiều trở ngại tuổi mậu thân cần nhanh chóng sửa đổi cải tỉnh nóng nảy tuổi canh thân nên thay đổi thói quen xấu trong lỗi sinh hoạt tuổi nhâm thân có cơ hội thể hiện năng lực tài năng của mình con số may mắn số 21 số 9 màu sắc may mắn màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tỵ mời tứ vi hàng ngày của tuổi dậu công việc vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông nhờ tính cách hòa đồng hay giúp đỡ người khác nên con giáp này luôn nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh bạn mệnh nên tranh thủ thời điểm thuận lợi này để phát huy thêm khả năng chuyên ngành của mình tình cảm vận trình tình cảm không có gì mới mẻ còn giáp này và nửa kia không có những suy nghĩ làm mới tình cảm thì e rằng mỗi quan hệ rơi vào tình trạng phai nhạt tràn nứt người độc thân nên cởi mở hơn để đón nhận nhiều cơ hội yêu đương. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, bản mệnh nên tận dụng thời cơ trước mắt để mở rộng lĩnh vực hoạt động làm ăn. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe xa xúc do đối mặt với cục diện ngũ hành tương khắc. Tuổi, ất dậu, có sự sản xuất trong các quyết định, vấn đề gặp khúc mắt. Tuổi, đình dậu, không nên bằng lòng với những thứ ở hiện tại Tuổi kỹ giàu, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp ghi điểm với cấp trên. Tuổi tân giàu, tình cảm đôi lửa có dấu hiệu xa cách. Tuổi quỷ giàu, vợ chồng có những mâu thuẫn về chuyện nuôi dạy con cái. Con số may mắn số 11, số 24, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ. Tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt công việc. Vận trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, tuốt dần tam hợp góp phần thúc đẩy con đường thăng quan tiến chức của con giáp này sự thể hiện năng lực tốt giúp bản mệnh cân nhắc ở những vị trí cao hơn nhưng không vì thế mà ý lại hay dựa dẫm vào người khác tình cảm vận trình tình cảm bên ổn mối quan hệ của bản mệnh với nửa kia không gặp trở ngại nào lớn nhưng chưa có tín hiệu đột phá giữa các cặp đôi còn tồn tại nhiều điểm khác nhau nhưng nhờ sự nhẫn nhịn bao dung mà vẫn giữ được tình yêu này tài chính Vận trình tài lộc có chuyển biến tích cực, nguồn thu nhập có khả năng tăng cao đem lại cho con giáp này cuộc sống dư giả, thoải mái. Cẩn trọng, tình hình sức khỏe có dấu hiệu bất ổn, nhất là về mặt tinh thần. Tuổi chấp tuất nên tranh thủ các khí để hoàn thành những mục tiêu đặt ra. Tuổi bính tuất chi tiêu tiết kiệm để không rơi vào cảnh túng thiếu. Tuổi mậu tuất kế hoạch đề ra được thông qua và thực hiện đúng tiến độ. Tuổi canh tuất suy nghĩ thiểu chỉnh chắn, Còn do dự nên bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tuổi, nhầm tuất đôi lửa có thể xảy ra bất đồng quan điểm với nhau. Con sổ may mắn số 14, số 2, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hoài, công việc Vận trình công việc của người tuổi hoài trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Khả năng ăn nói kéo léo, tài thuyết phục người khác giúp bản mệnh có được nhiều tình cảm của người khác nhất là những người đang làm trong lĩnh vực truyền thông hay quảng cáo sẽ có được bước tiến đột phá. Tình cảm, vận trình tình cảm tẻ nhạt, những mâu thuẫn khác biệt trong lý tưởng sống vô tình khiến các cặp đôi không còn lý do để ở cạnh bên nhau. Việc cưỡng ép hay cổ chấp lúc này chỉ càng khiến đôi bên thêm mệt mỏi. Tài chính, vận trình tài lộc ổn định, thu nhập vẫn dự ở mức trung bình bản mệnh lại không có nhiều khoản chi trong ngày nên không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, sự lười biển cậu thả trong bất cứ lúc nào cũng đem tới những khó khăn nhất định. Tội ất hại, các kế hoạch hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi. Tội đinh hại, nên quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình. Tội kỷ hại, có nguồn tài chính ổn định nhờ việc làm ăn xôn xã. Tội tân hại, con đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn tội quỷ hài, mâu thuẫn giữa các cặp đôi được tháo gỡ nhanh chóng. Con số may mắn số 75, số 42, màu sắc may mắn, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão.